Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040 với phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố, bao gồm 19 phường và 6 xã với tổng diện tích khoảng 111,68 km2. Mục tiêu quy hoạch phát triển thành phố Hải Dương với những vị thế và xu hướng phát triển mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành phố Hải Dương hướng tới một đô thị xanh thông minh, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 1, xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại, phát triển thành phố Hải Dương theo mô hình trục vành đai và các trục xuyên tâm với hạt nhân là đô thị trung tâm hiện hữu giới hạn bởi sông Thái Bình và sông Sạt, phát triển lan tỏa sang khu vực phía nam phía đông và phía bắc cấu trúc phát triển thành phố với bốn vùng vùng đô thị trung tâm hiện hữu vùng phía nam vùng phía đông và vùng phía bắc Thành phố Hải Dương phát triển lan tỏa từ đô thị trung tâm hiện hữu, lấy dòng sông Thái Bình và sông Sặt là trục không gian phát triển chính của thành phố, cùng với tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 5, vùng thủ đô và các tuyến đường xuyên tâm tạo không gian tổng thể phát triển đồng bộ với định hướng quy hoạch, sử dụng đất, định hướng hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Hải Dương hướng tới một đô thị xanh, thông minh hiện đại.